Hey yo guys, what's up? Một tuần vừa rồi của các bạn trôi qua như thế nào rồi? Có nhộn nhịp như bản tin Billboard Vietnam News hôm nay không? Nào nào, giờ thì hãy cùng nhau kéo mút cuối tuần bằng những bản tin hấp dẫn sau đây thôi. Vừa qua, BTS đã tổ chức thành công 4 đêm diễn nằm trong khuôn khổ concert Permission to Dance on Stage tại sân vận động SoFi ở thành phố Los Angeles. Bên cạnh sân khấu hoành tráng và màn trình diễn bùng nổ, concert lần này của các chàng trai cũng còn có một điều thú vị không thể không nhắc đến, đó là hội ARMY không tuổi vô cùng đặc biệt. Người hâm mộ đã truyền tay nhau hình ảnh một ông cụ ngồi dưới sân khấu theo dõi nhóm biểu diễn, trên tay còn cầm sẵn tờ giấy ghi tên 7 thành viên BTS để có thể cùng hòa nhịp đọc fan chant. Không chỉ vậy, hình ảnh một bà cụ trên lưng mang tấm bảng ghi dòng chữ màu tím, ARMY 89 tuổi cũng không khỏi khiến các fan xúc động. Sau khi loạt hình ảnh thú vị trên liên tục được truyền tay nhau trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng ARMY bắt đầu chia sẻ lại khoảnh khắc họ cùng ông bà hay cha mẹ đến xem concert vừa rồi. Một số khán giả tiết lộ thêm rằng họ đã tận mắt chứng kiến rất nhiều người hâm mộ lớn tuổi khác cũng đến tham dự buổi hòa nhạc. Những hình ảnh trên chính là minh chứng cho thấy âm nhạc của BTS chính là sợi dây liên kết bền chặt để mang mọi người đến gần nhau, bất kể giới tính, quốc tịch hay tuổi tác. Nhạc mới thì có thể chưa phát hành, nhưng Rihanna luôn có cách khiến hội fandom Navi của mình nở mũi tự hào. Tại buổi lễ thành lập nước Cộng hòa Barbados diễn ra vào ngày 30 tháng 11 ở thủ đô Bridgetown, nữ ca sĩ đã vinh dự được Thủ tướng Mia Mottley phong tặng danh hiệu Anh hùng dân tộc vì những cống hiến của cô cho quê hương trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Trong bài phát biểu, Thủ tướng đã nhắc đến bản hit Diamond phát hành năm 2012 của Rihanna và mong cô sẽ tiếp tục tỏa sáng như một viên kim cương trong tương lai. Theo Billboard Mỹ, Rihanna là người thứ 11 và là người phụ nữ thứ 2 trong lịch sử Barbados vinh dự nhận được danh hiệu cao quý này. Còn nhớ vào hồi tháng 8 năm nay, tạp chí Forbes đã công bố thông tin cô trở thành tỷ phú với khối tài sản ròng trị giá khoảng 1,4 tỷ đô. Có thể nói 2021 là một năm có quá nhiều dấu ấn đặc biệt với nữ ca sĩ. Nhưng mà nữ doanh nhân kiêm anh hùng dân tộc Rihanna ơi, đừng quên lời hứa phát hành album mới trở lại cùng fan trong thời gian sắp tới nhé! Tuần này, Easy On Me trở lại vị trí thứ nhất và có 5 tuần dẫn đầu tại bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Đây còn là ca khúc đầu tiên trong 4 năm trở lại đây, có thể dẫn đầu cả 3 bảng xếp hạng Radio Songs, Digital Song Sales và Streaming Songs của Billboard trong cùng một tuần kể từ khi Despacito của Luis Fonsi và Daddy Yankee hợp tác cùng Justin Bieber làm được điều này vào năm 2017. Ngoài ra, ca khúc Oh My God nằm trong album 30 của Adele cũng debut ở vị trí thứ 5. Các thứ hạng còn lại của top 10 Hot 100 vẫn là những cái tên quen thuộc như The Kid LAROI và Justin Bieber, Lil Nas X, Ed Sheeran, Taylor Swift. Sức nóng của Adele cũng bắt đầu lấn sân sang Billboard 200 khi album 30 có mặt tại vị trí thứ nhất của bảng xếp hạng. 30 cũng xác lập thành tích bán album trong một tuần cao nhất năm 2021 nhờ lượng album thuần 692.000 bản tiêu thụ trong tuần qua. Nhờ ngôi dẫn đầu cho 30, Red, Taylor's version của Taylor Swift đã lui xuống vị trí thứ hai với 159.000 đơn vị album. Trong đó, đáng chú ý nhất là album Christmas của Michael Bublé khi tăng hạng từ vị trí thứ 22 tuần trước lên vị trí thứ 9 tuần này, như báo hiệu một mùa Noel nữa đã đến rất gần. Billboard Việt Nam sắp cho ra mắt một series phỏng vấn hoàn toàn mới dành riêng cho fan rap rồi đây. Thông qua các ca khúc nổi bật gắn liền với sự nghiệp của nghệ sĩ, những câu chuyện bên lề liên quan vô cùng thú vị cũng sẽ được chia sẻ đến với khán giả. Rapper LK chính là khách mời đầu tiên khai pháo show mới mang tên Love Rap. Là fan lâu năm của LK, nhưng bạn có biết nam rapper ngày xưa từng mê mẩn nam thần Kangta, thành viên của Hot đến nỗi đặt tên nickname trên diễn đàn rap là Kangta đẹp trai 83 hay cố tình để kiểu tóc giống hệt thần tượng chưa? Chưa hết, rapper kỳ cựu còn tiết lộ những khó khăn của ngày mới bắt đầu đi diễn và nhận cát xê vỏn vẹn 100.000 đồng. Dĩ nhiên là không thể thiếu thông tin cho những ai đang mong chờ để thưởng thức album mới của anh rồi. Chắc chắn sẽ còn những câu chuyện thú vị liên quan đến các đồng nghiệp hay sự nghiệp âm nhạc sẽ được LK chia sẻ thông qua Love Rap số đầu tiên. Còn chần chờ gì nữa mà không theo dõi ngay kênh YouTube của Billboard Việt Nam để khám phá ngay những bí mật đó là gì thôi nào. Sau gần 2 năm kể từ Đừng mua nhiều nhà hơn mình cần, người hâm mộ Lê Cát Trọng Lý sẽ được thưởng thức album mới của cô trước khi năm 2021 kết thúc. Theo lời bật mí từ chính chủ, Cây lặng gió ngừng sẽ tập hợp những ca khúc được Lê Cát Trọng Lý viết trong 2 năm 2020 và 2021, được phối sáo, kèn clarinet, piano và tứ tấu cello. Album được dự kiến sẽ trình làng vào ngày 24 tháng 12 tới đây. Đặc biệt, khác với những sản phẩm trước đây, người hâm mộ có thể thưởng thức đĩa thu mới này của cô trên nền tảng nhạc số như Spotify hay iTunes.
không chỉ có Cây Lặng, Gió Ngừng. Lê Cát Trọng Lý cũng tiết lộ về kế hoạch phát hành thêm album tiếp theo mang tên Có Dừng Được Không. Bên cạnh việc phát hành album mới, Lê Cát Trọng Lý cho biết cô muốn tổ chức một sự kiện để giao lưu trực tuyến với người hâm mộ. Trong đó, khán giả có thể đặt câu hỏi về album mới hay bất kỳ thắc mắc nào về Lý. Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra vài ngày sau khi Cây Lặng Gió Ngừng lên kệ. Chúng ta cùng khép lại bản tin tuần này bằng buổi phỏng vấn đặc biệt của Yongjae GOT7 nhé! Yongjae, cựu thành viên của nhóm nhạc đình đám GOT7, sẽ là khách mời tiếp theo xuất hiện trong chuyên mục Hot Pick của Billboard Việt Nam. Như các thành viên còn lại trong GOT7, Yongjae chính thức bắt đầu sự nghiệp solo cách đây không lâu với mini album đầu tay Colors From Us vào ngày 5 tháng 10. Tài năng và sức hút của nam nghệ sĩ ngay lập tức được chứng minh với vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng iTunes tại nhiều quốc gia. Nam thần tượng dễ mến với nụ cười tỏa nắng sẽ chia sẻ những thông tin gì mới cho fan của mình tại Việt Nam đây? Thành viên nào trong GOT7 mà anh muốn hợp tác nhất? Món ăn Việt Nam mà anh chàng nghiện nhất là gì? Những câu hỏi trên sẽ được giải đáp vào tuần sau. Các bạn nhớ vào website của Billboard Việt Nam để đón đọc nhé! Xin chào Billboard Việt Nam, tôi là Yongjae. Don't miss my upcoming exclusive interview only on Billboard Việt Nam! Đừng quên truy cập vào website và fanpage chính thức của Billboard Việt Nam để cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất nhé! Hẹn gặp lại mọi người tại bản tin Billboard Việt Nam News tuần sau!